cũng hiểu một điều rất lớn lao những gì mà ông cha chúng ta, những người bác, những người ông đã phải ngã xuống vì nền độc lập ngày hôm nay. Tôi cũng thực sự là khi mất tôi đâu có được biết mặt mẹ đâu. Thế thì phải hỏi các dì, là dì bảo bức ảnh này quá là giống và nhìn lại đúng như là mẹ tôi đã hiện hữu lại trước mắt. Và trong quá trình làm chúng tôi cũng không có trách xem là mình làm được bao nhiêu, mình làm đủ hay chưa. Tự nhiên chúng tôi quên hết cái suy nghĩ ban đầu. Và thật sự là chúng tôi rất là may mắn, chứ không phải là thân nhân liệt sĩ họ may mắn. Trong những câu chuyện mà chúng tôi mang đến tấm ảnh đến gia đình liệt sĩ thì đa phần là những người thân của liệt sĩ thì rất là xúc động, có những người có những giọt nước mắt, có những lời cảm ơn, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chính là cái điều đó cũng làm cho chúng tôi tiếp tục công việc này, và thậm chí là mình có thể làm được tốt hơn, làm được nhiều hơn thế nữa. Những bức ảnh cũ, những bức thư gửi về từ chiến trường là kỷ vật mà ông Bùi Đức Thắng trân quý giữ gìn suốt 56 năm qua. Đây là những di vật còn sót lại của liệt sĩ Bùi Huy Ngôn, người anh trai của ông Thắng, hy sinh ở chiến trường khi mới ngoài 20 tuổi. Anh trai tôi là khi mà đi bộ đội thì cũng còn trẻ tuổi, lúc ấy 18 tuổi, cũng chưa xây dựng gia đình, cũng chưa có người yêu. Cái ước nguyện của gia đình lúc bố mẹ tôi còn sống, và kể cả đến bây giờ tôi và các cháu tôi cũng mong muốn làm sao mà liên hệ được, tìm và cất bốc anh trai tôi về với gia đình chúng tôi. Đó là một điều mong muốn nhất của gia đình. Nguyện vọng của gia đình cũng như em Cường nhà tôi là cũng muốn làm cái ảnh lại cho nó trân trọng. Thì mới có cái ảnh trên kia thôi, mà cái ảnh mặc quân phục ấy, thì nó lại mốc quá rồi, các anh biết rồi đấy. Thì cũng nguyện vọng là cũng muốn làm như thế. Bức ảnh của bác là làm mất nhiều thời gian đó. Vâng. Nhưng mà cái khó là cái đôi mắt của cái bức ảnh kia nó bị hỏng đi ấy. Thế là con làm vật vã qua là thích làm một lần nữa, 3-4 giờ. 4 giờ sáng hôm qua. Thì sáng nay mới gửi. Tôi cũng rất là phấn khởi. Vâng. Trước hết về cái ý muốn tâm linh trong gia đình này, có một cái người nào anh trai mình lại bây giờ được lại rõ nét hơn, để mọi người đến người ta có thể là nhìn thấy được là anh trai mình hiện nay còn cái di ảnh như thế để lại đấy. Là cũng biết là xin cảm ơn các anh đã quan tâm đấy, ngoài thời gian về mặt kỹ thuật làm được ra lại còn công sức từ Hà Nội về đây nữa, biết bao nhiêu thời gian của không phải một mà nhiều người trong nhóm này có. Bọn con cũng hy vọng là làm một bức ảnh này rồi thì cũng có thể là một cái gì đấy giúp an ủi phần nào gia đình. Bức ảnh làm rất là đẹp, về những cái thần thái rồi là về cái quân phục cũng chỉnh sửa lại đấy, giúp cho gia đình mình, rất là bố mình nhìn lại thấy rất là xúc động. Mình mong muốn là cái việc này sẽ lan tỏa với tất cả những gia đình có liệt sĩ hy sinh, để có thể họ có thể nhìn thấy lại người thân của mình một lần nữa. Đấy là việc làm rất là có ý nghĩa. Thực ra gia đình tôi cũng có một số người cũng là liệt sĩ. Và tôi cũng hiểu một cái điều rất lớn lao những gì mà ông cha chúng ta, những người bác, những người ông đã phải ngã xuống vì nền độc lập ngày hôm nay. Năm nay kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, chúng tôi đã quyết định sẽ xây dựng một chiến dịch nho nhỏ, đó là chúng tôi sẽ phục dựng 75 bức có in đóng khung gửi tặng tới tận những gia đình thương binh liệt sĩ. Chúng tôi có bàn bạc với nhau và đăng một bài viết, đó chính là người nhà liệt sĩ sẽ comment ảnh vào cái bài và họ sẽ đăng hình ảnh vào kèm những câu chuyện hào hùng lịch sử của liệt sĩ đó. Và chúng tôi sẽ check ngẫu nhiên cái comment ở trong đó và lựa chọn làm sao mà nhiều nhất có thể. Tất cả mọi thứ nó đến đều là hữu duyên hết, chứ không có ưu tiên bất cứ một trường hợp nào. Sau mỗi ngày chúng tôi đi làm việc để có thể nuôi sống gia đình, cơm áo gạo tiền, nhiều cái trang trải cuộc sống, thì sau bữa cơm tối chúng tôi có họp với nhau và bắt đầu phải check thông tin, làm việc từ 20 giờ đêm tới 3-4 giờ sáng. Đầu tiên là cái bức ảnh này này, cái độ cái hỏng đang nhiều nhất là phần mắt này này, thấy không?
tối hết mắt rồi. Thì bây giờ mình sẽ phải tớt lại làm sao cho rõ ràng lại hơn, mà tả được cái hồn thần thái của bức ảnh. Cái này thì mình sẽ phải làm chi tiết và trao đổi với gia đình. Đấy, cái phần cầu vai cũng rất quan trọng nhé. Để những cái phần cầu vai như thế này có rất là nhiều khó khăn mà kể thì cũng không nào hết được. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái khó khăn nhất của đối với chúng bản thân tôi đó chính là khi một cái tấm ảnh tôi nhận được thì đa phần những tấm ảnh rất là cũ nát và thậm chí là bay màu, mà có những cái tấm ảnh của liệt sĩ còn không còn rõ khuôn mặt nữa. Thì cái khó khăn nhất là phải làm sao trao đổi với phía gia đình để tham khảo ý kiến gia đình và xem những cái ảnh những người thân mà giống với liệt sĩ nhất để mình phục tả lại rõ ràng chi tiết. Chúng tôi đang bị cuốn theo câu chuyện này và trong quá trình làm chúng tôi cũng không có check xem là mình làm được bao nhiêu, mình làm đủ hay chưa. Tự nhiên chúng tôi quên hết cái suy nghĩ ban đầu và chúng tôi cứ làm thôi. Và đến thời hiện tại thì chợt nhận ra rằng là danh sách hiện tại nó lên tới gần 200 tấm trong vòng hơn 3 tuần. Đấy nó chỉ là một phần nho nhỏ. Và thật sự là chúng tôi rất là may mắn chứ không phải là thân nhân liệt sĩ họ may mắn. Chúng tôi rất là may mắn, chúng tôi đã làm kịp vào cái đợt 27 tháng 7 này. Trong những câu chuyện mà chúng tôi mang đến tấm ảnh đến gia đình liệt sĩ thì đa phần là những người thân của liệt sĩ thì rất là xúc động, có những người có những giọt nước mắt, có những lời cảm ơn. Đối với bản thân tôi thì khi mà thấy người nhà họ liệt sĩ họ có đón nhận những thứ như điều tốt đẹp như thế thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó là một điều động lực để cho chúng tôi là tiếp tục công việc này và thậm chí là mình có thể làm được tốt hơn, làm được nhiều hơn thế nữa. Lan tỏa những hoạt động tri ân ý nghĩa, Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng đã đến thăm tặng quà cho gia đình Thượng tá Trần Quốc Trung, có mẹ là liệt sĩ Hoàng Thị Nguồn. Về anh Trung thì anh bảo là hiện nay ra ảnh thờ nhà mình vẫn là ảnh phục hồi đen trắng ngày xưa ấy. Thế là thông qua bằng các mạng xã hội chúng cháu biết được có cái nội dung là đang có chương trình phục chế ảnh liệt sĩ để tặng các gia đình thân nhân. Chúng cháu thấy đây là một hoạt động rất là ý nghĩa và chúng cháu muốn dành tặng món quà đặc biệt này đến gia đình mình ạ. Cô giống không ạ? Em gái cô, em thứ hai của chị. Giống lắm ạ. Mẹ mất khi anh Trung mới chỉ 16 tháng tuổi. Hình ảnh về mẹ khiến anh không khỏi bồi hồi. Khi mà nhận được cái bức hình này, cái xúc động nó trào về. Thực sự là khi mất tôi đâu có được biết mặt mẹ đâu. Tôi cũng rất là biết ơn, cảm ơn tất cả cái hoạt động rất ý nghĩa của cơ quan, đoàn viên của khối cơ quan. Mong rằng cái chương trình này tiếp tục được nhân rộng cho những gia đình liệt sĩ khác nữa và cũng đang mong mỏi như tôi. Xuất phát từ thực tế là tôi thấy nhiều ảnh liệt sĩ đã bị phai mờ theo thời gian thì và tham khảo ý tưởng ở trên mạng, tôi thấy có một nhóm bạn các bạn phục chế ảnh liệt sĩ và tôi đã có sự trao đổi kết nối với các bạn để mong muốn phục chế những ảnh liệt sĩ để tặng cho các gia đình thân nhân trong cơ quan tổng cục chúng tôi một món quà nhân dịp kỷ niệm ngày 27 tháng 7. Kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay. Tôi hy vọng rằng những hoạt động ý nghĩa này của chúng tôi và nó gắn liền với thực tế với mỗi gia đình của thân nhân liệt sĩ này sẽ tiếp tục được lan tỏa, được nhiều bạn trẻ ở nhiều cơ quan, đơn vị cũng như ngoài xã hội chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau và gửi đến những món quà ý nghĩa nhất với gia đình các gia đình liệt sĩ là những tấm ảnh phục chế như thế này. Ở đây chúng tôi cũng rất là xin lỗi một số gia đình là chưa thể làm kịp được vào cái điện đợt lễ 27 tháng 7. Thì cũng hy vọng là năm tới hoặc là một cách nào đấy để mọi người có thể cùng nhau làm thì nhanh nhất có thể tới những gia đình. Sau bao nhiêu năm rồi, chiến tranh bây giờ nó hầu như là nó rơi vào dĩ vãng. Và dần dần mọi người quên đi. Thì chúng ta cũng nên là cố gắng là sau thời gian vẫn có thể có hình ảnh nào đấy để nhắc lại một ai đấy, một người nào đấy, một anh hùng chiến sĩ nào đấy đã vì tổ quốc